Và cảm ơn quý thành viên rất nhiều. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời đầu tiên Nguyễn Thanh xin thay mặt cho cha Nguyễn Sang chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo kính gửi đến quý cha, đặc biệt là cha sở, cha phó, quý ban mục vụ và toàn thể quý ông bà anh chị em có mặt tại giáo xứ Thái Xuân lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo rất là hân hạnh cũng như là rất là vui mừng trong một cái dịp Tết như thế này được sự cho phép cũng như là tạo điều kiện của cha sở tại giáo xứ Thanh Xuân để chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo vượt hơn 200 km để đến đây để gặp gỡ và giao lưu với quý ông bà anh chị em trong dịp chuẩn bị đón chào năm mới. Và giờ đây Nguyễn Thanh xin được trân trọng giới thiệu vị sáng lập ra chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, đó là linh mục John Bautista Nguyễn Sang. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã được sáng lập vào năm 2005 và chương trình đến ngày hôm nay đã hơn 6 năm qua đã đi giúp đỡ rất nhiều trên đất nước Việt Nam, đôi khi là lên rừng rồi xuống biển về đồng bằng. Nói chung là bây giờ kể không biết bao nhiêu là nhớ cho hết.
Nhưng mà điều đó để nói rằng chương trình Hát Vì Người Nghèo không biệt sắc tộc và ranh giới. Và đến hôm nay chương trình của chúng con làm được nhiều cánh tay nối dài đóng góp, đã xây dựng được 225 căn nhà cho những người nghèo, trên 5.000 ca mổ mắt cường, trên 2.000 chiếc xe lăn cho những người tàn tật, và trên 5 suất học bổng cho trên 500 suất học bổng cho những học sinh nghèo. Có em đến hôm nay đã làm bác sĩ, có em đang học thạc sĩ và những ngành nghề đại học khác. Trước hết, thay mặt cho tất cả người nghèo, Chúa nói luôn có ở với các con. Người nghèo luôn có, thời đại nào cũng có hết. Đó. Thì thay mặt cho tất cả các người nghèo trước mắt của cha đây là những Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh đó. Chân thành cảm ơn cha John Bautista Nguyễn Sang có tiếng hát vì người nghèo. Dạ, con nghe chân thành cảm ơn cha. Vâng, cha là một mạng John Bautista đấng tiền hô cho đấng cứu thế, cha đem đến cho Chúa tất cả những người nghèo này, thì xin Chúa chúc phúc cho người nghèo trong cái Tết Quý Tỵ này. Đó. Cầu chúc cho cha được sự khôn ngoan như Solomon trước kia để phục vụ tận tình hết mình. Được cha biết là những anh em ở đây đến 500 ca, chúng ta vỗ tay chúc mừng các anh em nữa. Đó. Rồi, tinh thần bài hát toàn là phục vụ thôi. Cha đến đây ngày Tết, cha còn nói phải đi mãi ở dưới Cà Mau chỉ nữa thôi. Tết vì người nghèo, lang thang khắp nơi khắp chốn. Chúng ta cầu chúc cho cha khỏe cho mạnh để mà giúp sức cho người nghèo. Chân thành cảm ơn cha Sở. Cảm ơn cha. Ngày hôm nay con sẽ được gửi tặng đến quý bạn chị em hai bài hát, một bài hát thánh ca để nói rằng trong đời sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta rất là khó khăn vất vả, và để vượt qua những điều đó chúng ta cần phải có ơn Chúa, ơn trên ban cho chúng ta. Và một bài hát thứ hai đó là bài hát con sẽ được gửi tặng cho những ai còn cha còn mẹ trong cuộc đời này. Sau đây bài hát đầu tiên, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Mộng Bình sáng tác, bài hát được mang tên Con Dân Chúa. Dân Chúa đôi tay này từng vật vã làm cho tê tái, còn dân Chúa đôi bờ vai gánh gông nặng chiếu bao ngày, còn dân Chúa đôi chân này vì niềm hạnh phúc miên man. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Ơi trời đất mai luôn nhìn xoay, và con sống mong khen từng ngày. Đầy đôi mắt trong lần này, khi đôi buồn là con chơi vơi, khi đau đớn sẽ trong đời đầy mơ ước trôi qua rồi đã sâu theo câu thơ. Vì lại Chúa con luôn tình yêu, dù bận khuất lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than nhiều yêu, dù đời sống đau thương còn. Có mặt trong cuộc đời này với một lời nhắn nhủ với những người con, hãy kính trọng và để rồi một ngày nào đó chúng ta thật nuối tiếc biết bao. Sau đây một bài hát nhạc và lời của nhạc sĩ Trần Long Ẩn sáng tác, bài hát được mang tên Mừng Tuổi Mẹ. Thank you.
mùa xuân xa ngày tôi xa mẹ cạn đường. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của chị em ngày hôm nay đã cho con có dịp được gặp lại quý bạn chị em. Sau đây một nhạc phẩm con xin được gửi tặng đến quý bạn chị em được mang tên Chúa vẫn ở bên con.
không xa. Con hiểu rồi, Chúa ở không xa, Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn, Chúa ở nơi gian dở điều ai, Chúa ở nơi con khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi khát vọng kim tiền, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con. Hôm nay giữa mọi người, nơi đây suốt cuộc đời. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn, Chúa ở nơi gian dở điều ai, Chúa ở nơi con khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi khát vọng kim tiền, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con. Hôm nay giữa mọi người, đây đây suốt cuộc đời, Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con. Hôm nay giữa mọi người, đây đây suốt cuộc đời, Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con. Hôm nay giữa mọi người, nơi đây suốt cuộc đời. Món quà yêu thương cho mùa xuân này thì chúng con có tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Bây giờ mỗi quý bà chị em chúng ta có một chiếc vé trên tay đúng không ạ? Đó là một phiếu nhận quà, trên đó có số thứ tự. Thì quý bà chị em sẽ dò nhé. Khi cha Sang bốc gọi số thì quý bà chị em sẽ dò. Số đầu tiên con mời quý bà chị em nào cầm cái số phiếu trên tay có con số đó là số 044. Những thành viên, những quý bà chị em nào có số chúng ta xem thật kỹ nhé. Số 44. Giờ đây em mời chị lên sân khấu đứng để cha sẽ phát quà chung. Rồi số kế tiếp con xin mời số 29. Rồi thưa cha con thấy rồi, số kế tiếp đó là số 34. Số 34. Số 40. Số 40 có bà cụ, số 40 con mời cụ. Số 59. 59. Rồi 59 con mời cụ ngồi đây đi, 59. Rồi số 143. 143. 143. 143. Rồi. Bà cụ, kế tiếp con xin mời số 9. Số 9. Số 9 ai là chiếc vé mang số 9. Số 9. Số 9 đâu? 131. Rồi, 131. 25. Số 25. Số 25.
Em hôm nay mang chú giải. Mở đi. Mở lấy lên chút. Bé gái đâu rồi, nãy có số 25 không con? Bé giữ lô tô đâu à? Bé giữ số lô tô đâu con? Là có số 25 không con? Em mình yêu thương đi khắp muôn phương không dám phân biệt từ giáo thường kinh. Bà lại đây. Alo. Giờ đây con trân trọng cảm ơn cha Sang cũng như là cảm ơn cũng như là chúc mừng tất cả quý bà chị em đã may mắn chúng dạy cho buổi sáng ngày hôm nay. Và giờ đây con kính nhờ cha tiếp tục gọi số. Rồi con mời xin mời chủ nhân của chiếc vé số 67. 67. 107 có chưa ạ? 107 số 90. Số 74. Số 92. Số 92. Xin quý bà chị em chụp hình lưu niệm. Con kính mời tất cả quý thành viên có mặt ngày hôm nay chúng ta lên sân khấu đi ngồi xuống cho bạn chung. Thứ nhất, con kính mời cô Phạm Ngọc Thanh thuộc khu phố 5 Phước Hội. Nguyễn Thị Sang, phường Bình Tân, Võ Thị Đen, phường Bình Tân, Trần Hùng Thanh Xuân, Lê Hoàng Thị Thu, giáo xứ Tánh Linh, Nguyễn Hữu Nam, phường Tân Hải Cánh Gà, đến gặp để xin số điện thoại, địa chỉ để chúng ta đến để mà anh ta ráp xong. Và tất cả những xe lăn ở trong thùng đây. Đây là một chiếc... anh chị em thành viên đã hát xong rồi và cũng gửi đến cho chị đây. Xe lăn tạm như thế này rồi sau đó nào sẽ lắp ráp lại cho chúng ta xiết lại. Chị có thể cho cha biết là chị bao nhiêu tuổi? Dạ con 27 tuổi. Sức khỏe của chị như thế này là từ khi sinh ra hay là bao lâu rồi chị bị như thế này? Dạ, con bị hồi mấy năm rồi, 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Hồi nhỏ 2 tuổi á. 2 tuổi chị đã bị bệnh rồi. Dạ. Thì hôm nay chương trình khác thì vì người nghèo sẽ gửi tặng những chiếc xe lăn này cho chị. Và ngày hôm nay chị có thể chia sẻ cái cảm tưởng của chị khi chị nhận chiếc xe lăn này. Dạ, hồi còn nhỏ, giờ con có chiếc xe lăn cũ, giờ con xe lăn con bị hư rồi, giờ còn đi được con bò và con lăn lại đi, đau chân quá đi không được. Xe lăn người con đi xin không có. Hôm nay ngồi trên chiếc xe lăn thì thấy mình thế như thế nào, có vui không? Có, vui. Cha con cũng ngồi xe lăn còn khỏe rồi. Rồi cha chúc chị có một chiếc xe lăn này ha, đi lại nó khỏe nha. Rồi và cũng gửi tặng đến tất cả quý bạn chị em hôm nay là 14 chiếc xe lăn. Bởi vì tất cả những người đi lại hoàn cảnh khó khăn cũng khó đến đây để nhận được thì sẽ gửi đến cho những cái người đại diện trong gia đình để đến đây. Hoàng Lê Hoàng Thị Thu. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay đã 55 tuổi rồi. Con khi mẹ sinh ra là mẹ tấm tắc là con bị tiêm đến cái bên đây. Nhớ là cha mẹ chết hết rồi, còn khi con nuôi mẹ, cho mẹ mất rồi, con biết con nữa, tôi không có ai nữa. Và hôm nay cha sẽ gửi tặng cho cô chiếc xe lăn nha.
rồi một chút quà để cô đón Tết nha. À, phần còn lại có dịp nữa cha sẽ đến để thăm và chia sẻ nơi đây nữa nha. Hôm nay cô hay tin cô nhận chiếc xe lăn, cô cảm thấy như thế nào? Con cũng trong lúc con bức trả thì con có thể con đi lễ được một tháng ba cha. Con thích cái thề để cái điện ấy, bắt đi hỏi phụ thuộc thuốc với ai. Nhớ con đi lễ phải phụ thuốc người ta để con thế mà không để con như thế. Thì bây giờ trước mắt cho gửi cho cô chiếc xe lăn như thế này đi. Dạ. Sau này có phương tiện nữa thì mình sẽ đổi xe nha. Dạ, cảm ơn cha. Rồi. Và ngoài sự đóng góp của các thành viên ngày hôm nay thì chị Ngọc Anh cũng đóng góp cho chương trình những cái phần quà. Đó là những công sức sự hy sinh của chị, chương trình Hát Vì Người Nghèo rất là vui và cảm động khi đón nhận tấm lòng của chị. Và mong rằng trên bước đường sắp tới chị luôn là những cái cánh tay nối dài để cùng với các thành viên trong chương trình Hát Vì Người Nghèo sẽ lên đường để giúp đỡ những người ở người nghèo vùng sâu vùng xa. Một lần nữa thì Lưu Bùi Nguyễn Sang xin đại diện cho chương trình Hát Vì Người Nghèo thay mặt anh Đồng, chị Thủy và tất cả các thành viên ở đây gửi lời cảm ơn chị và chúc chị cũng như gia đình đón một mùa xuân quý tỵ được nhiều niềm vui, hạnh phúc và công việc luôn phát tài. Kính thưa quý ông bạn chị em, xuân quý tỵ năm 2013 đã về với chúng ta. Con là linh mục John Bautista Nguyễn Sang cùng với các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo kính gửi đến quý ông bạn chị em lời chúc mừng năm mới. Kính chúc quý ông bạn chị em năm mới được tràn đầy ơn lành của Chúa, nhiều niềm vui và tràn đầy sự bình an trong tâm hồn. Và kính chúc nhà nhà luôn phát tài phát lộc và gặp nhiều may mắn trong những ngày đầu năm. Nở thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui bên chốn. Mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành dịu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dầu đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình bên nhau. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu. Người mọi
sáng thanh bình để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành diệu hồng xe duyên. Tôi chúc ngày mai dầu đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình bên nhau. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi mã đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm riêng. Con biết bây giờ mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân xứ người, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân.
đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm riêng. Con biết bây giờ mẹ chờ em cháu, nhưng nếu con về không còn bao lâu nữa chúng ta bước qua năm mới. Thứ nhất là cha cảm ơn anh Đồng chị Thiện rất là nhiều, rồi chào xuân xuân các bạn ở đây, tất cả mọi người ở đây để công tác với cha rất là nhiều. Cha không có cái gì để gọi là gửi quà Tết cho bằng cái lòng của cha, và tất cả cái lòng của cha được thể hiện trong cái tấm thiệp này cho tất cả mọi người thành viên nha. Vì cha gửi để như là một cái dịp chúc mừng năm mới nha. Cha chúc cho tất cả mọi người chúng ta một năm mới được nhiều ơn Chúa, được nhiều sức khỏe, bình an. Và đặc biệt năm mới này chúng ta có cái tấm lòng yêu thương nhiều hơn nữa để chúng ta ra đi với người nghèo, đồng ý không? Đồng ý. Bây giờ cha gửi cho anh Đồng. Lẽ xin mình êm ấm, mẹ thương con, xin đợi ngày mai. Trên đường đi lấy xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tàng. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ diều hồng.